Tại Việt Nam, bệnh tự kỷ được biết đến vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20. Vấn đề can thiệp, điều trị tại các bệnh viện nhi và trung tâm giáo dục đặc biệt cũng đã được tiến hành. Theo thống kê, Việt Nam có hơn 200.000 người bị tự kỷ. Tuy nhiên, các công cụ và phương tiện chẩn đoán căn bệnh này vẫn còn hạn chế, nên trong thực tế số người mắc bệnh này có thể còn cao hơn và liên tục tăng. Trung bình thế giới là 1% dân số mắc hội chứng tự kỷ. Việc can thiệp cho trẻ tự kỷ thường tập trung vào luyện tập, giáo dục cho trẻ các kỹ năng ngôn ngữ, nhận thức, tư duy, giao tiếp, xã hội và kỹ năng tự phục vụ bản thân. Trong quá trình trị liệu cho trẻ tự kỷ cần áp dụng đa dạng các phương pháp khác nhau như ứng dụng phân tích hành vi, liệu pháp ngôn ngữ, trị liệu về vận động, trị liệu kỹ năng xã hội, vật lý trị liệu pháp trò chơi, trị liệu hành vi, các liệu pháp phát triển, các liệu pháp dựa vào trực quan, những liệu pháp y sinh học. Nếu như đến khoảng 6 tuổi mới phát hiện để can thiệp thì sẽ không thể giúp trẻ hòa nhập với người bình thường. Ở nhiều nơi xuất hiện các trung tâm trị liệu trẻ tự kỷ, mỗi nơi trị liệu theo cách riêng của mình, kết quả cũng rất khác nhau. Tuy nhiên, các gia đình có trẻ tự kỷ vẫn tìm đến với suy nghĩ, có bệnh thì vái tứ phương. Cũng đấy là thế này, vượt qua sự khó khăn đấy nó bằng một cái niềm tin. Nói đúng là một cái niềm tin nó, cái thời của Nguyên ấy thì là cách đây hơn một chục năm rồi thì người ta nhận thức về phổ tự kỷ này còn rất là sơ khai. Thế nhưng mà chắc là cha con tôi, gia đình tôi đồng hành với cháu thì nó bằng một cái niềm tin. Và cái niềm tin đấy thì cũng phải nói là cái niềm tin vô cớ. Nhưng mà không hiểu tại sao cái niềm tin đấy nó cứ âm ỉ trong người tôi. Rằng là tất cả các bác sĩ thì cũng đã nói thẳng luôn, tuyên bố thẳng luôn là cái bệnh của cháu không chữa được. Y học thế giới cũng không chữa được cái phổ của cháu. Nhưng mà tự nhiên ở trong, khi mà các bác sĩ nói ra cái điều đó thì cả nhà bàng hoàng, vợ tôi khóc như một đứa trẻ con ấy. Nhưng mà không hiểu tại sao mà khi tôi nghe tiếng khóc của vợ tôi thì trong người tôi nó lại trỗi dậy một cái thứ là con tôi chắc chắn sẽ không phải như thế, không thể bao giờ được như thế, nó sẽ khác. Tự nhiên là nó cứ trỗi dậy một cái niềm tin vô cớ đấy. Tôi nghĩ rằng có lẽ đấy cũng là cái mà nó giúp cho gia đình tôi, giúp cho Nguyên nó vượt qua được rất nhiều cái khó khăn. Đấy, kể cả những cái lúc mà bế tắc. Nếu như trước đây, hình thức chăm sóc chủ yếu của trẻ tự kỷ ở Việt Nam chủ yếu trên phương diện y tế, thì những năm trở lại đây, hình thức giáo dục đặc biệt cho trẻ tự kỷ được quan tâm hơn. Ngay tại Hà Nội, một số trung tâm chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật, trong đó có trẻ tự kỷ được thành lập. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận về thực trạng số trẻ tự kỷ hiện nay thì mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ. Những hình thức tổ chức mà cộng đồng cùng chung tay vì trẻ tự kỷ như câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt Đại học Sư phạm Hà Nội hay Hội cha mẹ trẻ tự kỷ thành phố Hà Nội đã mang đến những lợi ích thiết thực trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỷ. Từ chỗ nhiều bậc phụ huynh không biết phải làm gì với căn bệnh mà con mình mắc phải, họ đã biết cùng nhau chia sẻ và học tập kinh nghiệm. Những điểm mạnh của phương pháp này gồm rất an toàn bởi không dùng thuốc, không can thiệp vào cơ thể, vui, các cháu được khuyến khích vận động và rất kinh tế bởi đây là phương pháp đơn giản, không cần thiết bị đắt tiền. Thế giới nó lại là chưa dạy cả. Thì bọn tôi là dùng cái tác động ngược để dạy các bạn ấy. Bình thường là các bạn là bệnh tự kỷ là rối loạn thần kinh. Hoặc là đấy thì không có đường truyền, không có nếp nhăn. Chúng ta là học vòng vòng ấy là nếp nhăn, ai mà giỏi là nhiều nếp nhăn. Thì bọn tôi là dạy các bạn là dùng tác động ngược, tức là từ hành vi tác động tạo ra đường truyền thần kinh và dạy thật kỹ xuất sắc thì thôi thì tạo ra cái gì ạ? Đường truyền sơ cao tốc, giống như là một quốc gia đấy. Nếu quốc gia nào mà không có đường giao thông tốt thì là quốc gia ấy nghèo đói. Còn quốc gia nào mà có hệ giao thông tuyệt vời thì quốc gia ấy giàu. Thì con người cũng vậy, nếu mà không có đường truyền thần kinh tốt không có thì cũng khó lắm. Thì tốt nhất là phải làm cho các bạn là có một hệ siêu cao tốc thần kinh được kết hợp với nhau như một quốc gia hiện đại. Đây là cái họ làm của chúng tôi. Cái thứ hai là tôi làm ở đây có cách là gì ạ? Bình thường bạn tự kỷ là ngồi mình, thế là các bạn lại hợp tác với nhau, liên kết với nhau.
đi xe cũng hai người, tập cái gì cũng hai người, hoặc 5-6 người trở lên, thì nó hoàn toàn tự là một mình thôi, tự kỷ là một mình thôi. Thì đây là như thế, và có là theo cái chương trình không học thầy không thể học bạn, không thầy nó mày làm nên, nhưng học thầy không thể học bạn. Mà thực tế bây giờ các bạn còn giỏi hơn thầy cô nhiều, các thầy cô chỉ giúp các bạn về giao tiếp ứng xử thôi, chứ còn những kỹ năng kỹ xảo thì các bạn dạy ngược, gọi là huấn luyện ngược, nghĩa là các bạn huấn luyện nhau của huấn luyện ngược. Thì đâu, thì đây là cái tương lai cho nghề các bạn ấy. Thì sau nếu các bạn làm những việc khó như thế, vừa đứng con lăn tung bóng đội trai, vừa đi xe đạp tung bóng đội trai đi lùi, thì bất cứ một cái việc gì sau này chỉ dạy các bạn một thời gian ngắn là các bạn làm được. Đấy là cái tương lai cho các bạn ấy. Hiện nay hơn 50 trẻ tự kỷ đang được chữa trị tại cơ sở của ông. Các cháu đã thể hiện khả năng đứng trên con lăn, đi xe đạp một bánh, vừa tung bóng vừa đội trai như các diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Có hai cháu đã trở thành kỷ lục gia. Em đang học gì ở Tâm Việt? Tung bóng ạ. Nguyên tung được bao nhiêu quả bóng rồi nhỉ? 8 quả bóng ạ. Sau này ước mơ của Nguyên, Nguyên muốn làm gì nhỉ? Trở thành người tung bóng số 1 thế giới ạ. Về nhà thì làm được việc gì giúp bố mẹ? Rửa bát. Giáo viên dạy trẻ tự kỷ, họ là những thầy cô không đứng trên bục giảng, cũng chưa từng biết đến nghỉ hè. Họ là những người gắn bó, đồng hành với học trò của mình có khi tới 10 năm trời và hơn thế. Họ cũng là những thầy cô phải xây dựng cho mỗi học sinh một giáo án riêng. Ở nghề của họ có nhiều điều đặc biệt. Áp lực từ phía gia đình, tức là khi mà gia đình nhìn vào mình làm ở đây 24/24 một năm thì về nhà một lần hoặc hai lần. Áp lực từ trước đây thì khi mà mình mới ra trường, áp lực về mặt lương, rồi áp lực về cái vấn đề là con tiến bộ chưa được như mình mong muốn rất nhiều. Nhưng mà mình luôn luôn nghĩ tới cái việc là vì sao mình đã vào đây. Và hàng ngày thì cái quan trọng nhất đấy là cái sự tạo động lực của thầy Phan Quốc Việt. Và hàng ngày thì mình luôn luôn nhìn cái sự tiến bộ của các con ấy. Lúc mà trước khi đi ngủ ấy, mình luôn nghĩ lại là con hôm nay tiến bộ những cái gì. Thì mình biết là ở ngoài kia các con đi học hòa nhập cộng đồng không được các trường nhận vào, thì đấy là thiệt thòi lớn của các con rồi. Mình đã có một cái môi trường để cho các con học. Nếu như mình cũng chối bỏ nữa ấy, thì là mình cũng không biết là các con sẽ như thế nào. Và mình cảm thấy là cái người ta vẫn thường nói là một người thì sẽ rất may mắn nếu tìm được cái ý nghĩa của cuộc sống của mình. Và bây giờ mình làm được một cái công việc ý nghĩa và mình cảm thấy hài lòng với điều đó. Nguyễn Đình Khánh Hưng, cậu học trò bé nhỏ, mặt mũi sáng sủa nhưng tay chân lúc nào cũng bứt rứt, hay chọc phá mọi người. 7 tuổi cũng là 7 năm Hưng không ăn cơm, ăn rau mà chỉ uống sữa Milo, thỉnh thoảng ăn bún và một vài thứ bánh khác. Gia đình Hưng khó khăn, thầy Việt nhận Hưng làm cháu và trang trải các chi phí cho Hưng học tập. Hưng trở thành kỷ lục gia, nhân vật chính trên sóng truyền hình và các buổi giao lưu khắp cả nước. Càng lớn, Hưng càng tài giỏi và chững chạc hơn rất nhiều. Thầy Việt đang ước mơ chuyển nghề lại cho Hưng. Hưng sẽ cùng các anh chị tự kỷ ở Tâm Việt kế thừa và nhân rộng mô hình Tâm Việt ra khắp Việt Nam và toàn thế giới để giúp những người thiệt thòi. Con rất yêu ông Việt. Ông Việt cho con đi biểu diễn. Khi con đi biểu diễn, có nhiều khán giả ở bên dưới, người ta hô. Con rất thích khán giả vỗ tay cho con. Lớn lên con muốn làm giống ông Việt để dạy các bạn khác tập võ ạ. Một đứa trẻ không may mắc hội chứng tự kỷ, nếu được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ hiểu biết, có điều kiện kinh tế, sẽ có cơ hội hòa nhập tốt hơn một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ thiếu hiểu biết và điều kiện kinh tế khó khăn. Vì vậy, để một đứa trẻ tự kỷ được phát hiện sớm, can thiệp sớm, có cơ hội hòa nhập xã hội thì rất cần sự chung tay giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Nếu thiếu một trong ba nhân tố này thì trẻ tự kỷ sẽ mất đi cơ hội được can thiệp sớm, cơ hội vàng giúp trẻ tự kỷ tiến bộ và hòa nhập xã hội. Thực ra thì tôi rất mong muốn mọi người là cái về cộng đồng ấy. Tôi cũng chỉ có mong muốn của tôi là hãy thông cảm cho những cháu nó có cái hoàn cảnh đấy và chung tay với chúng tôi là cùng giúp chúng tôi cộng tác với các cháu, đừng có kỳ thị các cháu. Bởi vì là cái sự kỳ thị ấy, nó làm cho nó kéo tụt các cháu lại rất là
ghê gớm. Đấy, tôi chỉ hy vọng rằng là cộng đồng họ thông cảm và họ chung tay, họ cộng tác với các cháu thôi. Nhắn nhủ tới các phụ huynh có con là tự kỷ thì hãy vững tâm lên và cố gắng. Người cha, người mẹ là thầy, là cô tốt nhất. Không ai tốt bằng ông bà, bố mẹ, cha, bố mẹ và người gần gũi con mình là tốt nhất và là những người thầy tốt nhất. Đấy, hãy đồng hành cùng các con. Đấy, chứ không nên giao thẳng cho thầy hay cho cô hay cho một tổ chức nào đó. Đấy, mình phải đồng hành cùng với con mình và hãy quyết tâm lên, tin tưởng vào ngày mai con mình sẽ có một tương lai tươi sáng nhất và con mình sẽ có những điều ước tốt nhất đấy, đến với con mình. Đấy, trẻ có tật thì ắt có tài, có cái là mình chưa tìm được là cái nào để phù hợp với từng trẻ, từng con mình thôi. Tại Hà Nội, nhiều trường đã có chủ trương nhận học sinh tự kỷ vào giáo dục hòa nhập. Thực tế cho thấy, đối với trẻ sau thời gian chữa trị kết hợp giữa y tế và các biện pháp giáo dục có những tiến triển tốt thì khả năng hòa nhập là rất cao. Tuy nhiên, việc dạy trẻ tự kỷ trong môi trường hòa nhập gặp rất nhiều khó khăn. Đòi hỏi giáo viên không chỉ vững chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mà phải thực sự biết yêu thương học sinh đó như con em của mình. Mặt khác, để đòi hỏi trẻ tự kỷ phải tuân thủ theo nội dung chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra đối với những học sinh bình thường khác là không thể. Để học sinh tự kỷ tập trung vào giờ học, các cô phải đổ rất nhiều công sức dỗ dành và có khi phải dùng tới cả biện pháp kỷ luật. Với đối tượng này, cô giáo phải linh hoạt trong các biện pháp giáo dục. Nếu giáo viên không chuẩn bị tâm lý thì sẽ nản và khó lòng giúp em hòa nhập được với môi trường học tập. Và để hoàn thành được nhiệm vụ chung thì trên lớp cô giáo còn có nhiệm vụ giáo dục những học sinh cùng lớp biết chia sẻ với bạn và cùng cô giúp bạn bước qua khỏi vỏ bọc của chính mình. Nếu như có một cái sự hỗ trợ nào đấy từ phía chính phủ thì tôi nghĩ rằng là sẽ tạo điều kiện rất là nhiều cho người tự kỷ cũng như là gia đình của người tự kỷ cũng như là cộng đồng và xã hội để người tự kỷ có thể nương tựa vào xã hội một cách thiết thực nhất và người ta có thể là tự có sinh kế của mình theo cái sự gọi là cộng đồng của nhà nước này, rồi là của các tổ chức xã hội, rồi là các tổ chức xã hội dân sự hoặc là các mạnh thường quân hoặc là các doanh nghiệp. Thế và những người làm công tác xã hội, rồi là những người làm cái công tác giáo dục đặc biệt vân vân, thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của trẻ tự kỷ thì không thể nào mà tách khỏi những cái cộng đồng tương tự như vậy. Việc cần là phải xây dựng một hệ thống đánh giá và phát triển để lập kế hoạch giáo dục đối với trẻ tự kỷ một cách hoàn chỉnh và thống nhất, tăng cường công tác đào tạo nhân lực, phát triển đội ngũ chuyên môn phục vụ cho việc đánh giá trẻ. Đây là một điều hết sức cần thiết. Thực hiện được điều này sẽ giúp nâng cao nhận thức của cha mẹ và giáo viên về sự phát triển của trẻ tự kỷ, cách phát hiện sớm trẻ tự kỷ và chăm sóc, giáo dục trẻ. Các cơ sở giáo dục tạo điều kiện cho trẻ được miễn những môn học phụ mà trẻ không thực hiện được, cũng như tạo điều kiện cho trẻ sử dụng các công cụ hỗ trợ như máy vi tính. Bên cạnh đó, gia đình phải cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục trong quá trình trẻ học hòa nhập, cần tránh sự kỳ vọng cũng như thất vọng về các hội chứng mắc phải của trẻ. Cùng với đó, các tổ chức xã hội dân sự quan tâm đến vấn đề trẻ em cần chung tay tiếp sức cho các đối tượng trẻ em kém may mắn này thông qua hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, tài chính.